Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Trong mấy ngày hôm nay, Dow Jones lên như là diều. Trong vòng 10 ngày trở lại đây, đến nỗi trong giờ đóng cửa ngày hôm qua kia, Dow Jones lên đến trên 27.568 điểm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đạt kỷ lục. Lần trước đạt kỷ lục vào ngày 12 tháng 7. Lúc bây giờ thị trường chứng khoán lên đến 27.346 điểm. Hôm nay lại đạt kỷ lục chưa bao giờ có trong lịch sử thị trường chứng khoán Dow Jones của Hoa Kỳ, lên đến 27.568 điểm. Có lúc lên đến gần 28.000 điểm, 27.827. Có rất nhiều người thắc mắc, và tại sao Donald Trump đang bị đàn hạch, đang bị luận tội để mà truất phế bởi Đảng Dân Chủ? Thì đáng lẽ là người ta mất niềm tin, có phải không? Ban đầu thì còn nói rằng là một số Đảng Dân Chủ họ không thích. Chính Nancy Pelosi cách đây chừng 2 tháng bà tuyên bố rằng chúng ta không nên luận tội Donald Trump trong lúc này, nó sẽ bị phản ứng ngược. Rồi đến cách đây 2 tuần bà ta đã dám mắt nói thẳng một câu: tôi đã chính thức đưa ra cho Ủy ban tình báo của Hạ viện do anh chàng Adam Schiff để lập thủ tục luận tội Donald Trump. Thế thì quý vị thấy một cái sự mâu thuẫn trong Đảng Dân Chủ. Có lúc thì bảo không muốn đàn hạch, có lúc thì lại đòi đàn hạch. Mà dân chúng bây giờ người ta, theo như báo, chúng ta cứ nói theo báo của Dân Chủ thôi. Tại sao vậy? Là vì Đảng Dân Chủ đưa ra nhiều cái láo khoét, mà không phải hôm nay đâu, kể từ 2016. Khi mà báo chí Đảng Dân Chủ đưa ra liên tục trong vòng 4 tháng trời, từ tháng 7 cho đến tháng 11 năm 2016, mà ngay tới đêm mùng 8 tháng 11 2016 là cái đêm bầu cử, 9 giờ đêm đài truyền hình báo chí của Hoa Kỳ nói rằng Hillary thắng 90%, Donald Trump thua 70%. Đến 11 giờ đêm ngày mùng 8 tháng 11, dạng ngày mùng 9 tháng 11, lúc bây giờ mới thấy rằng Donald Trump thắng. Giây phút đó là Donald Trump được trên 276 cử tri đoàn. Thế là Đảng Dân Chủ ra lệnh đi thu hết báo, nhất là cái tờ Newsweek mà tôi đã có lần thưa nhiều lần với quý vị. Ở ngoài bìa đề: congratulate to the Madam President, chúc mừng bà Tổng thống Hoa Kỳ, với cái hình Hillary to tổ bố. Đến 11 giờ đêm cho báo đi thu về không kịp, in 150.000 số, chỉ thu về được có 149.083 số, tức là còn đi thiếu 17 số. Họ đã đem về các quốc gia khác bán ở trong phi trường, họ lên tàu bay họ đem theo, cho nên không thu về kịp, tức là vẫn sót 17 số. Đảng Dân Chủ bị vỡ mặt, báo chí Mỹ bị bể mặt, cứ lải nhải Donald Trump thua, Donald Trump thua, Hillary thắng, Hillary thắng. Cuối cùng 11 giờ đêm ngày 8 tháng 11, dạng ngày 9 tháng 11, Donald Trump thắng. 12 giờ đêm tuyên bố 306 cử tri đoàn. Hillary không chịu đọc diễn văn, gọi điện thoại chúc mừng, ngày sáng hôm sau mới đọc diễn văn. Thua nhưng mà vẫn chưa phục, và đến giờ này vẫn chưa phục. Giờ này Đảng Dân Chủ vẫn còn muốn lật ngược lại thế cờ.
Vì thế mà tôi bảo cái đảng Dân Chủ hay là báo chí Hoa Kỳ khốn nạn, chúng nó tán tận lương tâm. Sau này điều tra ra mới biết rằng nó ăn tiền của thằng Tàu. Thằng Tập Cận Bình cho cái thằng John Wang ngồi bên cạnh Hillary chi hàng trăm tỷ đô la, xin lỗi, hàng trăm triệu đô la, nghe nói đâu 700 triệu đô la. Cho nên cái cuộc vận động đó của Hillary tốn trên 1.300 triệu đô la. Và riêng Hillary cũng đem đút tiền túi được vào khoảng độ 100 triệu đô la từ cái tiền của Tập Cận Bình cho. Vỡ mặt. Cho nên nhiều người ngạc nhiên và tại sao cả một nước Mỹ này đi theo hệ thống phản đối Donald Trump. Ngay cả cha con Bush, trong một gia đình có hai người làm tổng thống, vẫn đau khổ và vẫn chửi Donald Trump. Ngay cả tên tổng thống già Jimmy Carter rốt nát cũng che Donald Trump. Hóa ra người nào cũng có phần. Ăn cơm chúa phải múa tối ngày, cầm tiền của chủ thì phải lên tiếng. Bởi vậy cho nên hôm nay tôi cũng không tin báo chí Hoa Kỳ. Báo chí Hoa Kỳ bây giờ cho đến, cũng như nhớ ngày xưa, quý vị nhớ tờ Washington Post nó cầm 10.000 đô la của Thích Nhất Hạnh, đã đăng nguyên một trang quân đội Mỹ, đế quốc Mỹ và ngụy quân miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đã pháo kích và giết chết 300.000 dân tỉnh Bến Tre do Thích Nhất Hạnh viết. Tôi nói nhiều người không thích bảo tôi chống Phật giáo, cứ việc nói, tôi chỉ căn cứ trên tờ báo thôi. Cũng như tôi căn cứ trên báo chí thế giới nói rằng tên Nguyễn Công Hoan, đệ tử của Trần Văn Thuận, đã lấy bình xăng, và của đệ tử Thích Chí Quang lấy bình xăng đổ vào thượng tọa Thích Quảng Đức rồi tẩm xăng đốt, mà Phật giáo gọi là tự thiêu, rồi có trái tim Bồ Tát, là những cái chuyện xạo. Tôi đọc báo ngoại quốc thì nói rằng đấy là một cuộc hỏa thiêu. Cho nên tôi nói nhiều người không thích bảo tôi chống Phật giáo. Chống Phật giáo ăn cái gì? Nhưng mà những cái tên lưu manh tôi phải nói, như là tên Thích Nhất Hạnh là một tên lưu manh, Thích Chí Quang là một tên đại lưu manh. Nó làm xấu hổ cho Phật giáo, nó làm nhơ nhuốc cho Phật giáo. Dù xây nó 1.000 ngôi chùa lộng lẫy cũng vẫn là cái thứ nhơ nhuốc. Nếu gặp phải cái thứ Thích Nhất Hạnh như thế này, nếu gặp phải cái thứ Thích Chí Quang như thế này, cả dân Bến Tre chưa đến 100.000 người mà Thích Nhất Hạnh đăng báo 300.000 người bị giết vì pháo kích. Trong khi Cộng sản nó pháo kích vào trường cai lệ, tiểu học cai lệ chết 5-6 học trò, thì Thích Nhất Hạnh không nói đến. Có phải lúc anh? Cho nên báo chí Hoa Kỳ cứ có tiền là nó nói. Đến bây giờ nó ăn tiền của thằng Bình. Thằng Bình nó phải muốn Tập Cận Bình, nó phải xóa nước Mỹ chứ. Nó thấy được bỏ tiền nó mua Clinton cho gái chơi, rồi nó mua thằng Obama để cho nó chiếm đảo Hoàng Sa Trường Sa, ngon quá đi. Nó dư 1.000 tỷ, cho nên phải mua Hillary để làm tổng thống. Nhưng mà nó quên đi rằng nước Mỹ này là có thượng đế, không ai chơi nước Mỹ được đâu. Mạnh như Liên Xô, giỏi như Liên Xô vẫn tan thành thành mây khói mà không tốn một viên đạn của Hoa Kỳ. Đừng ai mơ màng phá hoại nước Mỹ, về Thiên Chúa luôn quan phòng cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nếu mà nói theo danh từ Kinh Thánh, đây là chosen people. Dân Hoa Kỳ là dân được Chúa chọn. Cho nên mới trên 200 năm mà nó hùng cường như thế này. Và bây giờ tất cả các quốc gia cộng sản đều bỏ tiền cho con cái mò qua bên Mỹ. Đứa thì chết biển, đứa thì chết sông, đứa thì chết trong xe chở đồ mà đông lạnh, mà nó cũng vẫn đi. Thế thì trong cái cuộc kinh tế này như thế nào? Tại sao Donald Trump bị đàn hạch như thế mà kinh tế vẫn lên vù vù? Là vì đàn hạch láo. Đấy. Luận tội vu khống. Cái đứa luận tội là một cái đứa lưu manh,
là thằng Adam Schiff là con Nancy Pelosi, một con già 80 tuổi đầu, mặt dài như mặt ngựa, nhăn như khỉ ăn ớt, mà nó luận tội một tổng thống. Tôi không nói ca tụng ông có tài, tôi chỉ nói ông là một người vô tội so với tụi Clinton, so với tụi Obama. Tôi có thể dám mắt tôi nói cô đó. Clinton đem gái vào tòa Bạch Cung làm tình mà chúng nó nói rằng không có tội. Obama bán nước cho Hồi giáo, da trắng đem lên chặt cổ, vẫn đi đánh góp mà chúng nó bảo Obama không có tội. Nhưng mà Donald Trump là một người đem cho nước giàu dân mạnh thì chúng nó lại bảo có tội. Chúng ta không dám so Donald Trump với Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng toàn năng. Nhưng mà chúng ta có thể nói thẳng một câu, có quyền so Donald Trump với Tổng thống Ngô Đình Diệm, một vị lãnh tụ suốt đời và chết đi không có đồng bạc nào, không có vợ, không có con, đi thanh tra, đi công du, ngủ trên những cái chõng tre, hình ảnh con đó. Mà rồi nó ăn tiền của cái thằng Lucian Conin, cái lũ thảo khấu, nó giết chủ, nó giết cha, nó giết thầy. Là vì dân Việt Nam này nghiệp chướng nặng. Dân Việt Nam là một cái dân cháo trở, là một cái dân ăn cháo đá bát, qua sông thì rút cầu. Dân Việt Nam là một cái dân vô tiền khoáng hậu, vô hậu. Đến giờ này chúng nó vẫn như thế. Chúng nó chưa mở được một cái nơi để mà xây cái tượng Tổng thống Ngô Đình Diệm, mà chúng nó tranh nhau hai ba chỗ để mà xây tượng Trần Hưng Đạo, là vì chúng nó được tiền. Đến nó không có chỗ xây, nó đem cả vào trong công viên để cho gái nó hú ý, nó xây tận trường Hưng Đạo. Vì nó ăn tiền thì nó phải làm. Thì kinh tế Mỹ này lên một cách vùn vụt, thị trường chứng khoán lên 27.000 điểm, thất nghiệp chỉ còn có 3.6. Tháng vừa rồi 178.000 công việc mới, quá tuyệt vời. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi lại xin tạm dừng vài phút, gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.